Gia Rác lấy chồng tiên. Vợ chồng nhà kia sinh được hai đứa con gái. Cô chị giống mẹ, cô em giống cha. Cô càng lớn càng đẹp, da cô trắng mịn như bột gạo, môi đỏ như môi nhai trầu, tóc mềm như suối chảy. Cha mẹ đặt tên cô là Gia Rác. Một hôm, vào giữa mùa nắng, Gia Rác ngồi thêu khăn. Trời nắng như nung, mồ hôi trên cằm cô nhỏ xuống ướt hết chiếc khăn đang thêu. Gia Rác rủ em ra sông tắm. Nước sông trong vắt, mát như nước chứa trong lu. Hai chị em Gia Rác ngụp lặn chán rồi lên bãi cát phơi nắng. Phơi xong lại xuống ngụp lặn. Đến lúc mặt trời xuống núi, Gia Rác vẫn chưa muốn về. Cô em nhắc: tắm mát rồi, mặt trời đã xuống núi, chim đã về rừng. Đi về đi chị Gia Rác ơi. Gia Rác đứng lên, nhưng bàn chân của cô bị kẹt vào kẽ đá. Càng cự quậy, bàn chân càng thụt sâu. Gia Rác khóc gọi em: em ơi, chị lạnh lắm rồi mà không lên được. Chân chị bị kẹt vào đá, em xuống gỡ giúp chị đi. Cô em xuống nắm chân Gia Rác kéo lên, nhưng cũng không được, phải chạy về gọi mẹ. Cha mẹ Gia Rác vác cuốc, vác thủng ra nậy, hòn đá cũng chẳng chuyển chút nào. Mặt trời đã lặn, vợ chồng ông chạy về làng kêu cứu. Ôi làng nước ơi, cứu, cứu! Chân con Gia Rác bị kẹt giữa dòng sông, ai cứu được tôi gả nó cho. Gia Rác đẹp, cả làng đều biết. Đã có nhiều người hỏi nhưng nàng chưa chịu lấy ai. Nhân việc rủi ro này, nhiều người muốn cứu để lấy nàng làm vợ. Bọn con trai chạy ra sông trước, ông bà già theo sau. Những người khỏe chạy ra sông nắm chân nàng kéo lên, kéo đến trầy da rách thịt, bàn chân nàng vẫn bị kẹt trong kẽ đá. Mọi người vội vàng ngăn sông tát nước, sông đã cạn, nước đã khô. Gia Rác ngồi trên đám sỏi, mọi người ra công đào bới, cuốc đất, bẫy đá. Cha mẹ Gia Rác vội vàng chạy về nhà giết lợn làm cơm. Ăn xong lại đào, đào xong lại ăn. Cả khúc sông ồn ào nhộn nhịp, sông vẫn không sao cứu được. Người làng chán nản lần lượt bỏ về, khúc sông cạn thoáng chốc lại đầy như cũ. Bấy giờ, có một người men theo bờ sông đi ngược lên, vai quẩy một túm quần áo rách. Anh còn trẻ nhưng gầy yếu, gió xô nghiêng ngả, người lại ghẻ lở, nặng mùi hôi. Cha mẹ Gia Rác lên tiếng chào: anh ở đâu lên đây? Tôi ở dưới xuôi, gần biển. Có chuyện gì mà ông bà không được vui? Trăng sắp lên rồi, sao còn đứng ở sông? Cha mẹ Gia Rác tủi lòng chảy nước mắt, chỉ đứa con đang dựa vào mình. Còn tôi mắc cạn, không sao cứu được. Sao không nhờ trai làng? Tôi nhờ rồi, nhờ trai làng nhà, nhờ cả trai làng bên. Ai cứu được nó tôi gả cho làm vợ, nhưng không ai cứu nổi cả. Vậy bác cho cháu cứu thử. Tôi cũng không muốn nói thế, anh cứu được thì tôi gả cho anh. Anh ghẻ lội ra sông xem thử, rồi vào làng tìm một chèn kẻ đá, lấy đai cuốc đóng. Làm đúng một ngày, kẻ đá hở dần, Gia Rác rút chân ra được nhưng đứng không vững. Mẹ cha đưa cô về, anh ghẻ cũng về theo. Mọi người tất bật đốt lửa sưởi cho Gia Rác. Anh ghẻ cũng bổ củi, nhóm bếp. Nhưng Gia Rác chưa tỉnh thì anh ghẻ lại ốm nặng. Anh không ăn uống được mà rên rỉ suốt đêm, hết kêu đau lại kêu ngứa. Mẹ Gia Rác phải thức thâu đêm, vừa gãi ngứa cho con rể, vừa sưởi ấm cho con gái. 7 ngày sau, Gia Rác đã ăn ngon miệng, da hết tái. Mẹ chỉ anh ghẻ cho cô, bảo: chồng mày đó, nó ngứa ngáy thì mày phải gãi, nó rét thì mày đốt lửa mà hơ. Nó đang ốm, nó là chồng mày. Chồng Gia Rác là tiên, vì mãi chơi nên bị cha đầy xuống trần. Anh giả ốm đau để thử lòng Gia Rác. Gia Rác đến gãi ghẻ, anh nói: tôi xấu, cô đẹp, tại sao cô không chê? Không có anh thì chân tôi còn kẹt trong kẽ đá, đến nay da thịt tôi chắc đã thối rữa ra rồi. Anh kêu đau bụng, Gia Rác đi hái thuốc. Thuốc phải uống lúc còn tươi mới mau lành bệnh. Nhưng cây thuốc thì ở mãi trong rừng sâu, hái về đến nhà thì lá đã héo. Vì vậy, Gia Rác phải đi đi lại lại mãi mà vẫn chưa chữa được cho chồng. Anh ghẻ bảo cô: công tôi chỉ cứu được cô có một ngày, công cô đã cứu tôi nhiều hơn gấp trăm lần. Tôi phải chịu ơn cô nhiều. Người tôi mắc bệnh, chưa chắc đã lành, cô nên lấy chồng khác đi, rồi làm ăn. Anh nói không phải rồi, cây lìa cây thì cành khô, người hết thở thì hết sống.
lúc tôi sắp hết thở thì anh đã cứu tôi. Anh ghẻ vẫn còn nằm yên một chỗ. Cha mẹ nàng đã giết trâu làm lễ cưới cho con. Hàng xóm chê Gia Rác đẹp mà lấy người ghẻ lỡ. Nhưng Gia Rác không buồn, nàng vui vẻ dọn thịt, dọn rượu ra mời những người hàng xóm. Khách đang ăn uống thì có một chàng trai lạ đi vào. Chàng trai này vừa khỏe vừa đẹp, lại cưỡi một con ngựa hồng có nhạc, có yên, tay cầm roi da bịch bạc. Thấy chàng trai đẹp, khách ăn cưới đều chào, làm thân. Chào người lạ, ở làng xa hay gần? Ở xa, tôi từ trên nguồn xuống. Nhà đã có người nấu cơm chưa? Ý hỏi đã có vợ chưa? Nhà tôi còn thiếu đàn bà. Người con trai lạ cùng ngồi ăn cơm, uống rượu, lại xin ngủ nhờ. Nửa đêm, anh lân la hỏi chuyện yêu đương với Gia Rác. Gia Rác đuổi anh ta ra, anh nói khích. Đồ gái dại, đẹp thế này mà đi lấy người kẻ lỡ hồi thôi. Mày đi đi, tao là gái đã có chồng. Gia Rác kêu to, cả nhà thức dậy. Chàng trai kia bị đuổi ra khỏi nhà. Một buổi trưa, Gia Rác đưa chồng ra sông tắm. Biết mình bẩn thỉu, chồng Gia Rác nhường cho vợ tắm phía trên. Nhưng Gia Rác bảo, làm vợ không được tắm phía trên chồng. Hai người nhường nhau, bỗng chồng Gia Rác bị thụt xuống vực, rồi bị nước cuốn đi. Gia Rác nhờ cha mẹ, nhờ người làng ra cứu. Chàng trai đẹp lại đến chặn đường trêu ghẹo. Trai đẹp không thương, thương người ghẻ lỡ. Tôi thương cô nhiều rồi. Gia Rác gạt tay người kia ra, chạy xuôi theo dòng nước kêu to. Chồng tôi bị trôi, ai cứu với? Nước cuốn chồng Gia Rác trôi đi rất nhanh. Cô nhảy bổ xuống nước, bơi theo. Nhưng người trai kia nắm tay cô giữ lại. Người ghẻ lỡ là tôi, chàng trai lạ cũng là tôi đây. Tôi thử lòng cô đó thôi. Gia Rác không tin, gạt tay anh ta ra, nhảy xuống sông bơi theo chồng, mồm kêu, ai cứu hộ chồng tôi? Người con trai kia cũng lao theo xuống sông, biến vào thân anh ghẻ lỡ, rồi hóa thành chàng trai đẹp. Gia Rác sợ, đưa hai tay ôm mặt. Anh bảo, đừng sợ, ghẻ lỡ là cái vỏ bên ngoài thôi. Người thật tôi là thế này. Bây giờ, Gia Rác mới hé môi cười, rồi dắt chồng về khoe với mẹ. Hai người đẹp như nhau, đi đến đâu đường làng sáng trưng đến đó. Nhưng cô vừa về đến cổng, bà mẹ vác chổi chạy ra, vừa mắng vừa chửi. Mày đi tắm với chồng, sao lại bỏ chồng mà đi với trai? Không phải trai, chồng con đó. Mày còn dám nói dối mẹ mày à? Chồng mày là người ốm yếu bệnh tật, có đau như thế này? Mẹ Gia Rác vác chổi đánh cả con rể, anh vội vàng hóa thành ghẻ lỡ. Bấy giờ bà mới tin, anh lại hóa thành khỏe đẹp. Bà liền đưa rể vào khoe với chồng. Cha Gia Rác mừng quá cho giết trâu, mời hàng xóm đến trải bữa nữa. Chồng Gia Rác cũng trèo lên mái nhà, gọi mời người làng. Hỡi người làng, hãy ngừng cày ruộng, ngừng đi gieo lúa, thôi đi bắt cá, đừng đi hái rau. Về đây giết trâu, giả gạo, ăn thịt, uống rượu cho vui. Người làng dưới làng trên ùn ùn kéo đến. Gạo thịt nhà Gia Rác không đủ khách ăn. Chồng Gia Rác vào sau nhà hóa phép. Anh cầm cái roi ngựa bịch bạc đánh vào gò mối. Đánh một roi, trong gò mối vọt ra một con trâu béo. Đánh một roi nữa là hàng đống gạo nếp. Roi thứ ba ra gạo, ra rượu. Người làng ăn uống liền 9 ngày 9 đêm. Chồng Gia Rác lại bảo, thôi, ăn uống nhiều rồi, bây giờ phải đi rẫy đi ruộng, tỉa bắp gieo lúa, đi ngày kiểu trễ mùa. Anh lại cầm roi đánh gò mối. Đánh một roi, dao rựa trong gò mối tuôn ra lẻn xẻn. Đánh một roi nữa, tuôn ra cuốc, rìu. Roi thứ ba ra giống lúa, giống bắp. Roi thứ tư ra giống bầu, bí, cà, mướp. Anh bảo các người làng, ai phá rừng thì lấy rìu, lấy rửa. Ai xuống ruộng thì lấy cuốc, lấy cày. Ai thiếu nhiều, thiếu ít, lấy ít. Thiếu bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Người làng tự ý lựa chọn các thứ. Chồng Gia Rác lại hóa ra hai ngôi nhà lớn, cột kèo toan bằng gỗ gụ, gỗ lim. Vợ chồng chàng một ngôi, còn một ngôi dành cho cha mẹ vợ.